Dự báo thời tiết 28 tháng 4, tin nắng nóng và cảnh báo mưa dông ở Bắc Bộ và Thanh Hóa. Theo bản tin dự báo thời tiết từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, tin nắng nóng và cảnh báo mưa dông ở Bắc Bộ và Thanh Hóa. Ngày hôm nay, ngày 27 tháng 4, nắng nóng xảy ra ở một số nơi thuộc khu vực Tây Bắc Bắc Bộ và vùng núi Bắc và Trung Trung Bộ, một số nơi ở Nam Trung Bộ và Nam Bộ với nền nhiệt độ lúc 13 giờ trưa nay phổ biến 34 đến 36 độ, một số nơi trên 36 độ như Mường La, Sơn La, 36,6 độ, Sơn Hòa, Phú Yên, 36,4 độ, Ajunpa, Gia Lai, 37,2 độ, Đồng Phú, Bình Phước, 36,8 độ, Biên Hòa, Đồng Nai, 36,7 độ. Dự báo, do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây, đang có xu hướng phát triển và mở rộng trở lại, nên ngày mai, ngày 28 tháng 4, nắng nóng sẽ mở rộng ra toàn bộ khu vực phía Tây Bắc Bộ, vùng núi phía Tây Bắc và Trung Trung Bộ và một số nơi ở Nam Trung Bộ và miền Đông Nam Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 33 đến 36 độ, một số nơi ở khu Tây Bắc Bắc Bộ và vùng núi Trung Bộ trên 37 độ, thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 11 đến 16 giờ. Ở các tỉnh Tây Bắc Bắc Bộ và Trung Bộ, nắng nóng có khả năng kéo dài đến ngày mùng 1 tháng 5. Cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng, cấp 1. Cảnh báo mưa dông ở Bắc Bộ và Thanh Hóa do ảnh hưởng của hội tụ gió trên cao 1.500 m, nên chiều tối và đêm nay, ngày 27 tháng 4, ở các tỉnh Bắc Bộ, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá, cấp 1. Khu vực Hà Nội, chiều tối và tối nay có lúc có mưa rào và dông, ngày mai trời nắng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất trong ngày mai phổ biến 32 đến 34 độ. Dự báo thời tiết chi tiết cho các khu vực trong cả nước, đêm 27 và ngày 28 tháng 4 năm 2019. Phía Tây Bắc Bộ có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, gió nhẹ, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm 50 đến 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, có nơi dưới 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 36 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 37 độ C. Phía Đông Bắc Bộ, đêm nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, ngày có mây, có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Nam cấp 2, 3, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm 60 đến 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34, có nơi trên 34 độ C. Thanh Hóa Thừa Thiên Huế có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, vùng núi có nắng nóng, gió nhẹ, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm 50 đến 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34, vùng núi 35 đến 37 độ C. Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió nhẹ, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm 50 đến 93%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 36, có nơi trên 36 độ C. Tây Nguyên có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm 50 đến 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35, có nơi trên 35 độ C. Nam Bộ nhiều mây, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm 55 đến 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33, miền Đông có nơi trên 35 độ C. Hà Nội đêm nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, ngày có mây, có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Nam cấp 2, 3, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm 60 đến 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ
32 đến 34 độ C. Dự báo thời tiết biển, đêm 27 và ngày 28 tháng 4 năm 2019. Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió đông nam đến nam cấp 4, 5. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió đông nam cấp 4, 5. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam cấp 4. Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam cấp 3, 4. Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Bắc Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam đến đông cấp 3, 4. Riêng vùng biển phía đông bắc gió đông bắc đến đông cấp 4, 5. Quần đảo Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam cấp 3, 4. Vùng giữa Biển Đông không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông cấp 3, 4. Quần đảo Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông cấp 3, 4. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Vùng Nam Biển Đông có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông cấp 3, 4. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác ở phía nam, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.
hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment bên dưới. Nếu thích video này, hãy like và chia sẻ cho bạn bè. Nhớ subscribe để theo dõi những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.